Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá của các dòng điện thoại Oppo ở Thế Di Động những ngày giữa tháng 10 này các bạn ha. Và hôm nay là những ngày cuối tuần thì chúng ta xem giá Oppo coi có giá sốc hay là chương trình khuyến mãi gì không các bạn ha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vô Oppo Reno 4 Pro. Oppo Reno 4 Pro đấy các bạn. Máy màu trắng rất là đẹp ha, 4 camera rất là mỏng. Thì Oppo Reno 4 Pro này hiện tại là giá là 11.990.000 các bạn. Khi các bạn mua sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Cái con này thì hiện tại là nó sử dụng là RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB các bạn. Qualcomm 720G 8x ha. Màn hình 6.5 inch Full HD LED luôn. Camera thì sẽ 4 camera phía sau và camera selfie phía trước 32 megapixel. Con này thì pin 4000mAh và có hỗ trợ sạc nhanh. Nó sạc nhanh SuperVOOC 2.0 tới 65W các bạn. Rất là khủng, sạc nhanh 65W. Quá đẹp. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ còn có Oppo Reno 4. Con này giá là 8.490.000. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá 300.000 từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10 các bạn, 3 ngày cuối tuần ha. Thu cũ đổi mới tại trợ lên đến 500.000 cộng trả góp 0% lãi suất. Đây Oppo Reno 4, con này cũng 4 camera phía sau luôn các bạn ha, rất đẹp. Oppo Reno 4 thì hiện tại thì nó sử dụng là Qualcomm cũng 720G luôn các bạn, RAM 8GB nhưng mà bộ nhớ trong thì chỉ có 128GB thôi. Camera phía trước thì camera selfie kép các bạn, đây là hai camera phía trước ha. Rồi, con này thì giá là 8.490.000, giảm 300.000 ngày 9 đến ngày 11 thôi. Rồi ở đây chúng ta sẽ còn con Oppo Watch 41mm giá là 5.990.000. Khi bạn mua sẽ được giảm 20% cộng góp 0% lãi suất. Đây Oppo Watch, một cái đồng hồ thông minh của Oppo, bạn nhìn rất là giống Apple Watch các bạn ha. Đây. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có con Oppo A93 giá 7.490.000. Khi bạn mua sẽ được giảm 300.000 từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10, trả góp 0% lãi suất. Đây Oppo A93 các bạn. Chiếc máy này rất là mới của Oppo đây. 4 camera phía sau, thiết kế hình vuông. Còn bàn máy hiện tại bán cũng rất là chạy đó các bạn. Oppo A93 thì hiện tại con này nó sử dụng là RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình 6.43 inch Full HD LED ha. Nó chạy con chip thì Helio Betatech B95 các bạn, 8x ha. Camera thì 4 camera. Camera sau là 48, còn camera phụ 8 và 22. Camera trước thì selfie kép ha, chính là 16 và camera phụ và 20 megapixel. Máy rất là đẹp bạn. Này nó có hai màu đen và màu trắng các bạn. Rồi, tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ có con Oppo A92 giá là 6.990.000. Khi các bạn mua sẽ được trả góp 0% lãi suất hoặc giảm giá 15% từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10 các bạn ha. Hoặc là trả góp không lãi suất hoặc là được giảm 15%. Còn này giá 6.990, giá này thì chưa giảm như này các bạn ha. Thì đây là Oppo A92. Cũng thiết kế 4 cam phía sau. Camera selfie A92 này thì hiện tại thì nó sử dụng là con chip Qualcomm 665 8x, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Pin con này 5000 các bạn, có hỗ trợ sạc nhanh nha. Sạc siêu nhanh 18W á. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ con thấp hơn đó, Oppo A52 giá là 5.990.000. Các bạn sẽ được giảm 600.000 từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10, tức là con này còn 5.390.000 ha. Nếu mua vào ngày 9 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10. Rồi, đây A52 một phiên bản thu gọn của A93. Cũng rất là đẹp luôn, màu trắng. Đẹp quá. Thì con này hiện tại thì nó sử dụng là RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Pin 5000 và có hỗ trợ sạc nhanh luôn ha. 4 camera phía sau. Qualcomm 665, màn hình 6.5 inch và Full HD LED. Tiếp theo là sẽ có Oppo A53, một chiếc máy cũng rất là mới của Oppo luôn. Cũng bán rất là chạy trong phân khúc giá này.
chơi 47. Rồi A93 này thì giá là 4.490.000. Các bạn mua sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Con này thì sử dụng RAM 4GB và nhớ trong 128GB. 3 camera phía sau. Camera trước 16MP ha. Pin 5000 và có sạc nhanh. Nó xài Wacom 460 các bạn 8 nhân, màn hình 6.5 inch ha, HD LED. Rồi tiếp theo đây thì chúng ta sẽ có con Oppo A12. Phiên bản RAM 4GB, giá là 3.690. Các bạn mua sẽ được giảm 200.000 ha. Con này RAM 4GB bỏ như trong 64GB. Pin thì 4230mAh. Thì cái con này, riêng cái con này thì giảm 200.000 thì nó tùy khu vực các bạn ha, chứ không phải ở đâu nó cũng giảm 200.000 nha. 200.000 thì ở khu vực, đa số là ở miền Tây các bạn. 3.690. Pin 4320mAh. Màn hình 6.2 inch. Thiết kế kiểu các kim cương. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ có con Oppo Reno 3 Pro, giá là 14.290.000 các bạn. Khi các bạn mua sẽ được giảm ngay đến 5.3 triệu, quá khủng các bạn. 5.3 triệu thì nó chỉ còn là tầm khoảng 8.990.000 thôi. Quá ngon cho con Reno 3 Pro luôn các bạn. Con này thì hiện tại là nó sử dụng màn hình 6.4 inch Full HD LED các bạn ha. MediaTek Helio B95, RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB. 4 camera phía sau với camera chính 64MP các bạn. Camera selfie kép nha. Chính lên đến 44MP và phụ 2MP. Quá khủng, giảm quá nhiều các bạn. Giảm đến 5.3 triệu, quá trời luôn. Thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về giá và khuyến mãi của các dòng điện thoại Oppo tại Thế Động những ngày đầu tháng 10 này các bạn ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Bye bye.